đừng có cố kìm khi mà không thể kìm được. Rồi, quay Dày quay quá, đó. dày quá. Đó, cho nên là lúc mà mình vô trái bi á, anh sẽ chỉ cách vô trái bi cái kiểu này. Rất là nhiều người gặp cái vấn đề với trái bi kiểu này. Được không? Được. Anh nói em nghe, cái góc này là một cái góc ngược. Có nghĩa là mình đang đánh đây, mình đánh ra đây nhưng mà nó ngược về. Thì anh gọi nó là góc ngược. Được. Hay còn gọi là góc hiếu. Thì việc đầu tiên để xử lý góc hiếu, em có hai cách. Một, em đánh mạnh hơn. Hai, mũi cơ em thấp hơn. Được chưa? Rồi bây giờ anh dạy em chạm trái nè. Đánh những cái trái bi mà những cái góc ngược mà xa như vậy nè. Thì đừng bao giờ chạm cái mũi cơ vô gần gần tâm. Tại vì chạm mũi cơ gần tâm nó chạy góc này là càng ngày càng càng hụt. Đó là để em bị dư đó. Mà mình để mũi thấp mà mình chạm vô gần tâm á là cái thằng nó lớp. Đúng chưa? Đừng có cố kìm khi mà không thể kìm được. Đánh cái này á là phải đánh cho trái bi này nó linh hoạt chút xíu. Ví dụ linh hoạt thì có nhiều cách, nhưng mà cái cách ở đây là dời mũi cơ ra gần mép, quýnh một cái cú hơi thiếu một chút nhưng mà hết tay. Thử coi, dời mũi cơ mình có xe hết tay cũng nhẹ thôi, đừng những cái ầm chưa, nó sẽ tốt hơn.